phiên Vạn Phúc nha. Hôm nay phiên ngày 15 ra trầm trưa, phải cũng nghĩ là đang có mấy cái hội chợ ở Mỹ Đình thì nó vắng, mà thật sự nó khá nhiều cây. Hôm nay có trường người bác đây mang thấy nhiều cây đây, để vào xem là có cái gì hay để anh em ta nghiên cứu bác nha. Bố múc cây này à bố? Hay đấy nhỉ. Thằng nặng bóc bao tiền này? Ghê nhỉ. Đấy. Hợp lý quá. À vâng. Chỉ có gặp bác này thì mới rẻ thôi. Mỗi tội là chả mấy khi có cây mà mình thích. Đấy. Đấy, vừa ra cái là gặp mở màn rồi. Mở màn. Xem nào. Nhìn trái đấy. Bụi dây thép. Chợ trưa đây, đúng không? Chợ trưa bán này. Bụi dây thép có phủ đậy cái này. Không, cứ để cắt giật, đừng muốn. Cho to đã, tay còn bé lắm. Vâng, đẹp nhất của ông này cây này. Đấy, rẻ như cho nhỉ. Cái bồ đề đã sống chưa? Cái bồ đề đã sống chưa? Cái đứa này hơi hơi thôi. Bao khách họ thích thì gốc. Cái này hơi hơi hơi. Cao về mình cắt. Đục phá đi. Đục đi cho lên là vừa. Và đi chợ mà có cây mang về sướng nhỉ. Điền này, cái nạn cũng đừng cốt trong này. Sợ nó rơi vẹn. Điền thật đấy nhỉ. Xem nào. Đây rồi. Không có phải lá nó. Ra thì giống là điền lắm. Mấy trăm bạc. Chợ trưa này vui lắm. Rồi. Xong phim một em. Bây giờ ra chỗ xe của bác này. Trường này. Đây, cái này vừa bảo 8 triệu à? 5 triệu. 5 triệu. Đấy, vừa mới ra tí thì bác này bác ý. Nếu mấy bác mà vào bán rong ấy, rẻ lắm. Tất nhiên nó không có cây đẹp nhưng mà nếu mà có cây nào ưng mắt thì rất là rẻ. Thậm chí những cây mà đáng mà các bác khác bán hàng triệu, hàng vài triệu bác chỉ bán mấy trăm nghìn. Nhiều khi khó gặp. Đấy, giá cả nó vô cùng lắm. Nhiều khi các bác đắt rẻ không biết như nào được. Quan trọng là mình thích đi bác. Mình thích và mình cảm thấy mình mua được bao nhiêu. Ví dụ quay một cái cây như cây xanh kia chẳng hạn. Bác này bác bán ví dụ như 500 nghìn đi. Thì có thể vào tay bác khác có thể bán 5 triệu. Đấy, ví dụ như vậy. Rất vô cùng, không biết thế nào được. Và mua đắt mua rẻ thì khó. Chỉ các bác có thể mua từ các bác buôn với nhau mua ở đây nhưng mà nhấc sang bên kia bán giá đã khác rồi. Đấy. Đấy, sân trường sang chỗ bác Kiệt đấy, xem. Đấy, rất nhiều hoa giấy. Hoa giấy rất rực rỡ. Đấy, cây to phết. Nội ruộng, anh đi nội năm cây bẻ hoa, cả tháng anh đi ngày nào?
Linh xa. Anh bảo bếp yêu đi báo bên bên. Con suối. Con suối. Che rừng. Gọi là che rừng. Con này đắt lắm à. Con này nó hay có con sâu cong cong ở hai bộ. Nhiều sâu. Ơi. À đấy. Chừng như là cái tảng đá. Như sùi dưới đá đây. Đuối của ông Hiền à. Chả biết bao tiền. Đá là độc đáo đấy. Tìm cái lối vào xem mặt sau như nào. Với đá. Đấy, ngày xưa là kiểu bị đầy đọa đó. Dẫm đạp lên thì nó như này, cái thực tế cái thân gốc chính của nó đây, dễ chính này. Chè rừng, một chỗ tôi thì lại gọi tên khác, gọi bồ heo. Xong rồi à? Đấy, bây giờ là lại là giá là bao nhiêu đây? Bây giờ thì cộng thêm 500 thôi. Ờ, cứ bao đi. Vừa này 2 triệu rồi, bây giờ thành 3 triệu. Ờ, hợp lý. 3 triệu. Tìm quýt hay này. Quýt quá mệt. Quá lên rồi. Bấm tỉa gái cho nó. Đấy, con chuối kia cũng hay chứ. Người tay. Đấy, lấy con lời này, 3 đấy. Đấy, con lấy bao tiền? Thôi, ông chủ. À, không phải ấy à? Chuối của nhà mình hả chị? Bao tiền? 2 đồng rưỡi. Cái nhà đẹp lắm. À, cái kia xem thế nhỉ? Này con cái này không? Nhiều, to lắm. Cái này ông vừa rồi ông lấy, em đây lấy lại của ông qua tiền. Úi dồi, đi mẹ âm rồi. Hả? Không, 3 đồng rưỡi. Bây giờ là 3 đồng rưỡi đúng không? Ừ. Đấy. Còn 100 nữa. Được mấy bước chân nhỉ? Hả? À, mới được 10 bước chứ, 5 bước. 2 đâu? Quan trọng rồi mấy bước chân, sang tay cơ không nó đã bậy rồi đấy. Tính bước chân. Bước chân này hơi bị dài. Này nhiều ruồi quá nhỉ? À, có con nhà kép này hôm nào bảo ông dậy còn đấy không? Cho xem ảnh mới biết được. Anh có ảnh biết được. Hay là không mang đi à? Không. Hôm nào chiều mai rồi anh chụp anh gửi ạ. Vâng. Không ra Mỹ Đình à? Anh không ra Mỹ Đình. Mình ít cây của mình xấu ra Mỹ Đình xuống hộ. Ồ mẹ, ra ngoài dễ bán nhất đấy. Chứ những cái kia có bán được đâu. Không, chân kia thì không nói chuyện rồi. Chân kia để trưng bày thôi. Chân kia thì không. Không, trưng bày gì? Mỹ Đình ấy là toàn bán chứ. Mỹ Đình nó mà đâu chưa, anh thì chả biết gì. Mới bày được mấy hôm ấy. Ở chỗ nào? Sân vận động ấy. À thế à? Trước cửa chỗ cái đồng hồ ấy. À. Lại đờ, lại có. Mình đều biết nhỉ. Lại có gỗ, có cây đầy đủ. Mới bày mà. Anh cứ mãi đi chợ, anh chợ.
Ra đấy thiếu thiếu cây nhỏ nhỏ lắm. Toàn cái to mẹ ai mà mua được. Cây sam này là bao tiền anh? 4 củ. 4 củ. Trương này chả biết có bán được mấy không? Trương này không biết có bán được nhiều không? Chả khó này. Bán 30 cây rồi. Bán 30 cây rồi à? Bán gì nhiều thế? Nó cây nhỏ nhỏ này. À xi xiếc đi đâu. Còn cây nhỏ nhỏ. Nhưng mà cũng nhiều thì nó nhiều. À thế vậy đi chợ thế ổn quá thì. Đấy, về rồi đấy. Đây toàn cái to nhỉ. Hôm nay được một chuyến có chở được hết không? À, bài rồi. Cái nào nữa? Cái của ông kia. Đấy, xì con. À đây có cái cây gì đây? Rẻ quá thì. Rẻ đâu ông. Đây là cây xăng dầu. Cẩm thị. À đâu đây cái mun đen. Con đồi ở nhà này tao định chúc con cháu chúng ta đến mua được cái cháu nào đẹp. Mun này bao tiền mà? Suối trên trời. Suối. Tao bán đi. Bán đi, không gian bớt chậu bán đi. Cái sang đầu. Ruối. Cục ruối ghê đấy nhỉ. À, khỏe đây anh xem nào. Bắt đầu trưa nó vắng này. Biết để ra chỗ bố nhạn xem này có đi không. Ui ơi, mất đầu à. Tám trăm cái sành bà thần của nãy là quá ổn. Đấy, sang bên này là đẳng cấp hẳn, khác hẳn rồi. Này 18 triệu. Bình thành 18 triệu. Việt Quế 11 đồng. Quế. Đây một loạt. Một loạt đồ Nhật. Đến trường này. Rồi để ra chỗ bố nhạn cái xem nào. Có cái gì không?